Bây giờ tôi xin cắt lại con đài DVC V88 để gửi cho khách nha. Xin mời anh cùng xem video nha. Đây là ông to rệt vợt, ok nha. Được một nụ hoa nở về, nụ hoa nở về đêm. Một người tìm tôi tới này, tôi lui này, chạy ok hết nha, tôi tới này, tôi lui này, ok nha. Bây giờ em test ra phần radio nha. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, trưởng ban soạn thảo cho biết, việc sửa đổi Bộ luật Lao động lần này gần như toàn diện với 200 trường Lạng Sơn kiểm tra đột xuất quán hát karaoke Nắng Mai do ông Nguyễn Đức Thịnh ở thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
một mảng hiện thực đời sống hiện nay. Đừng ép tôi uống rượu lần nữa khẳng định style của Dallas khi gửi gắm thông điệp mang tính thời sự. Từ kết quả đã đạt được trong tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia các năm qua, đáp ứng yêu cầu nghị quyết 29, bảo đảm đúng luật. Ở rất nhiều những con người với nhiều những cái môi trường, hoàn cảnh khác nhau, tâm tư khác nhau, và bản thân nhóm mình cũng ở trong một cái thị trường có nhiều cái sự cạnh tranh khác nhau nữa, thì anh nghĩ là thì Hồ Tất Minh Đặng, thanh niên trẻ 9X, sinh ra tại vùng đất Quảng Trị và làm phép tính chỉ với 100.000 đồng 1kg hạt rẻ, thì số hạt rẻ này có trị giá khá lớn. Nếu số hạt rẻ này được tiêu thụ chất lượng trên thị trường thì nhà nước bị mất một khoản thuế không nhỏ.